Chào cả nhà nha. Bữa nay mình đi ra ngoài đây để mình hái đá mồng tơi vô nấu canh, cho nên mình sẵn quay sơ cái phỉnh giường nhỏ của mình cho cả nhà coi ha. Chỉ có nhỏ xíu chút xíu thôi nha. Nhưng mà nhà mình tận dụng trồng đủ thứ hết trơn cả nhà ơi. Đây ha, bên đây có mấy cái ớt, nhưng mà mấy cái ớt này nó không được tốt nè. Còn mấy cái này là mấy cái lá chua, lá này để ăn rau sống á. Coi nhưng mà có cái đám này tốt nè cả nhà. Đây là cái đám tía tô. Cây này, cây cỏ gì đây, nhổ bỏ đi để thôi, nó chiếm chỗ của mấy cái rau. Đây là tía tô mà lúc đầu mình có trồng cái bụi bông nữa, rồi cái mình gãi họ tía tô đại thì cho nên là cuối cùng giờ bông với tía tô nó lộn xộn luôn. Đây là ăn được cái này cả nhà, trời quá trời tốt chưa, cái này không có cuốn gì hết cho nên là mình không có cắt. Rồi bây giờ mình sẽ review tiếp cho cả nhà coi. Cái cây này là cái cây dưa leo, thấy không, có trái nhỏ nhỏ này ha. Đây là cái cây dưa leo, rồi đây là cà chua có trái nhỏ nhỏ luôn, nhanh lớn quá cả nhà ơi, bữa hổm nó nhỏ xíu xíu à. Đây là ớt, ôi ôi cả nhà thấy cây ớt của mình nó tốt chưa, cũng khiếp luôn. Ớt không à, không ăn ớt chứ mà thích trồng ớt. Rồi đây là cây tắc, ô là la, cả nhà ơi thấy mê không cả nhà, thích quá chừng luôn á. Cây tắc nè, này chờ tắc này nó chua nha cả nhà, nó chín nó ăn nó chua chua chứ không giống như tắc mua ở trong chợ mà chưng kiển á, là nó không có chua. Trời ơi, nó bị kiến quá chừng luôn cả nhà ơi, trên cây tắc á kiến nhóc luôn à. Đó, được bao nhiêu trái đó đó. Rồi ở đây là có cái cây sung nè, cây sung này ba của Lina trồng năm mấy nay nè, mà năm nay bắt đầu nó lớn nè cả nhà, chưa thấy trái nhiều ha, nhưng mà trời nó lớn quá chừng luôn rồi đó, giống như đám rừng luôn rồi. Rồi dưới này thì có mấy đậu que, đậu que cũng hái ăn được hai lần rồi năm nay. Đây ớt nữa nè cả nhà, đây luôn ha, ớt luôn đó, ớt nữa đó, quá trời tốt luôn. Sắp sửa có bông có trái này, sắp sửa rồi đó cả nhà, chừng luôn. Cây sung thấy được mới có một trái duy nhất luôn, trà một trái đầu tiên đây, một trái đầu tiên à, mới phát hiện đây một trái nữa. Ở đây có một trái bé tí bé tẹo nữa, đây đây có một em bé tí bé tẹo, là hai trái năm nay, mới năm đầu tiên nó có trái cả nhà. Đó, nhà mình có một chút xíu vườn thôi. Ở đây có một dây dưa leo có trái nhỏ xíu siêu nhóc luôn rồi nè. Đây là cây dưa leo nó bò lên cây sung, đây có trái à, đó thấy chưa. Cà dưới đây thì rau tía tô, tía tô nhiều quá à. Tía tô cũng trồng một lần là bắt đầu nó rụng hột, nó rụng hột xuống là nó tự động nó lên đó cả nhà. Đây cây cà với mấy cái thùng này cũng là ớt luôn. Rồi bông, cái này là bông. Đây, ở đây mình có dàn bầu, dàn bầu nó đang bò lên cả nhà ơi, không biết là năm nay có kịp bầu có trái hay không nữa nha, chưa biết nữa. Mà bây giờ mới có bé lớn à, bay Lina đang làm cái dàn cây cho nó nè, để cho nó bò lên đó. Cái bông này là cái bông, nó kêu là tiếng Tây, nó kêu Bendoni nè cả nhà. Bắt đầu giờ này nó mới nở ra nè, ban ngày thì nó đóng lại nha cả nhà, 6 giờ, khoảng 6 giờ gì vậy nè, nó mới nở ra, mình có màu vàng với màu đỏ ha. Đó, đây là rau thơm, dưới đây là hẹ đó. Rồi bên đây thì mình cũng trồng bầu luôn, bầu với rau thơm thôi, vòng vòng đây. Bầu hình như nó đang có trái, đúng rồi nè, nó đang có trái nhỏ xíu xíu cả nhà. Đây ha, có một cái bầu, hình như có một cây nó có trái thôi, còn mấy cây kia thì chưa thấy trái cả nhà, nhưng mà nó đang bò lên, nó đang bò lên đó cả nhà. Rồi ở đây thấy có một trái bí nữa nè. Ở đây được một trái, phía ngoài đường có thấy một trái nữa hay gì đó, nó bò ra tuốt ở ngoài nữa kìa. Đây cũng là cây sung nữa nè, cây sung này nhỏ nhỏ xíu xíu, trồng trong cái chậu tròn tròn nhỏ nhỏ, cũng có mấy trái đó. Nhà mình có một chút xíu vườn thôi cả nhà ơi, nhưng mà cũng vui. Vô đi ra đây, tía tô giáp cá, trời ơi giáp cá nè cả nhà, thấy giáp cá tốt không, tốt quá chừng tốt luôn. Bay Lina phái sung lắm nè, trồng tùm lum đây nè, đây nữa nè, trồng cây sung, rồi trên đây nữa cũng trồng trong chậu cây sung nữa nè, nhưng mà cũng chưa thấy trái gì luôn.
chắc trồng cho đẹp thôi chứ trồng trong chậu làm sao mà nó có đủ sức để mà nó cho trái. Rồi ở đây phe hai cây này, chuẩn bị đi ra hái hai cây này nấu canh ăn đây nè. Mồng tơi, trời ơi cả nhà ơi, có hai cây duy nhất à, nó lên hai cây nhưng mà khủng luôn á cả nhà. Đây lá nào lá nấy nó chà bá lửa luôn, cả nhà thấy không cả nhà? Chà bá lửa luôn. Rồi cắt hết rồi, phải cho thằng này nó bò qua bên đây, cho cái mồng tơi này nó bò lên trên đây luôn đó. Nó đang bò lên nữa nè, mà bay na không buộc tiếp cho nó bò nè, tới đây hết chỗ nó bò rồi đó. Bây giờ mình sẽ cắt lá này mình vô mình nấu nồi canh, canh với tép nha cả nhà. Mẹ đang đây nè, Elina nó kiếm mẹ. Trời ơi, lá nó tốt rồi cả nhà, lá bự bằng cái mặt mình luôn. Có hai cây duy nhất à? Bonjour, ça va? Oui, ça va, merci. Oui, regarde. Maintenant, elle est tout vert. Oui. Merci. Avant, il n'y a rien, mais ça passe vite là. Ouais, là maintenant il va monter là. Ouais. Bonne soirée. Là hàng xóm nhà mình đấy con. Hàng xóm nhà mình nó khen nhà trước cửa nhà mình đẹp, có cây. Thấy không? Con có đang qua xe. Nó ngang nhà mình nó nhìn rau của mình mỗi ngày nó thấy nó bự lên hàng ngày nó khoái. Thấy nó màu lớn quá, màu bự quá. Đây cả nhà, trời ơi thiệt chứ, nhanh lớn lắm. Đây đi nay hồi mẹ hái này vô nấu canh đi nè, ăn thử nha, chịu không? Cái này hôm rồi uổng quá, cho chồng có hai cây tại vì nó không mấy cả nhà ơi, nó không lên, nó lên xuống được có hai cây duy nhất à, mà trời ơi đáng đồng tiền bát gạo luôn. Ôi ôi, cái lá ở ở tuốt ở dưới nó bự nè cả nhà, khủng luôn. Này hồi vô nấu tô canh với mấy con tép đủ rồi. Hai cây duy nhất à, mà nó tẻ ra, nó tẻ ra, nó có nhiều nhiều cái gốc ở dưới nè, nó tẻ ra nè. Gieo mình gieo mồng tơi nó không lên cả nhà ơi, mà sao được hai cây duy nhất thôi. Năm nay không biết có bầu ăn không cả nhà ơi, tại vì nó trễ quá, giờ nó còn nhỏ xíu xíu à, nó chưa có bự gì trơn, mà trong khi có người ta có bầu ăn rồi, nhà mình chưa có gì hết. Ồ cái lá này bự nè, lá này lá khủng luôn. Đây nhà thấy không, lá khủng luôn nó đầy gỗ luôn á, chưa thấy gì đó chứ, đạn gỗ rồi đó. Cắt hết luôn, mình cắt trụi luôn, cái vài bữa mấy cái lá này nó bự lên tiếp, nó to lên tiếp rồi xong rồi mình cắt ăn tiếp nữa đó. Mình chỉ cắt lá thôi, ăn lá thôi. Cây nè, một nhánh mà nó một gốc của nó thôi mà nó tỉa lên 2 4 6 6 nhánh bên đây, còn thằng này bên đây cũng 6 7 nhánh luôn á cả nhà, dữ dằn luôn. Nó tỉa ra. Hơi ồn chút nha cả nhà, tại vì đây nè sửa nhà, cắt gạch, lót gạch cho nên là nó ồn. Đây giờ này bên mình đây 7 giờ chiều, 6 giờ rưỡi rồi cả nhà. Nhìn cái đồng hồ của nhà thờ ở nhà mình đây, đứng ngay đây nhìn thấy đồng hồ của nhà thờ, cho nên cắt này vô chuẩn bị nấu cơm, kho cá, nấu canh. Chiều nay mình ăn cơm đậm chất Việt Nam luôn. Mình hôm qua mình có đi chợ mình mua một bịch cá cá ba sa với cả nhà, cá ba sa Việt Nam mình á, cho nên là về chuẩn bị vô kho cá với nấu canh. Cái này nó còn hơi nhỏ nhưng mà cắt luôn đi, cắt luôn đủ nấu nồi canh rồi. Xong rồi cả nhà ơi, ôi giời, trời rớt rồi, rớt mấy lá uổng quá, tao mất rồi, để lụm lại. Đây cả nhà, xong rồi cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình đi vô nấu canh nha.